Xin chào anh em, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn là muốn chọn lựa đàn nhị mà mình đã chơi rất tốt rồi mà mình dùng để biểu diễn ấy. Thì mình xin chia sẻ một loại dòng sản phẩm này, rồi mình cũng dùng sản phẩm này và mình thấy rất là ok, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo. Sau đây mình xin đập hộp nó. Phụ kiện đầu tiên sẽ là một cái hộp đàn. Trang trí kẻ caro nhìn rất là trẻ trung, nhìn rất giống violon, không giống nhị đàm ma. Khóa rất đẹp, nhìn như ngọc. Nhớ bên ngoài, bên trong nó sẽ như này. Bao nỉ. Trong này thì nó là xốp, trong loại xốp. Nói chung là dùng cái bao này thì thoải mái, bền lắm. Tại vì mình bị ngã mấy lần rồi. Người thì bị đau nhưng mà đàn không có gì. Còn đây là đàn. Đàn Trung Quốc. Đàn Trung Quốc thì mình chưa thấy một cái da nào kỳ đà cả. 100% là da chăn. Tất cả mọi loại đàn. Đàn mấy chục triệu của nó cũng da chăn đấy. Đấy thì trong cái phụ kiện đi kèm mà khi mình mua mình được tặng, nó là cái bao này là đầu tiên này, xong đến là cái này. Xốp chống rè. Sau đó là ngựa đàn. Ngựa đàn thì đây mình cũng lắp sẵn ở đây rồi. Hai dây. Và nó còn sẽ có một bộ dây sơ cua này nữa. Bộ dây sơ cua này. Nhựa thông. Đây, cái bao mình bỏ qua cái bao bên. Đấy, còn đây là một chiếc đàn sẽ như này, cấu tạo sẽ như này. Bằng gỗ mun. Gỗ mun. À đấy, có cả vĩ, vĩ thì có sẵn luôn nhá. Hoa văn điêu khắc. Đó là phần đàn. Còn bây giờ đến phần âm thanh của nó. Có nhiều người hỏi là nhị tầu và nhị Việt Nam khác nhau điểm gì. Thì nhị tầu thì tất nhiên là nó phải khác nhau rồi. Việt Nam với tầu mình khác nhau mà. Nhị Việt Nam mình thì sẽ dùng để chơi chuyên những cái thể loại như kiểu là một những cái loại thể loại đa số những loại truyền thống, có nghĩa là chèo tuồng cải lương đám ma các kiểu đấy, thì có nghĩa là dân ca, thì có nghĩa là sẽ dùng đàn Việt Nam mình, nó sẽ nghe nó sẽ ra màu hơn. Chứ
Thực ra nếu mà mình dùng nhạc, dùng đàn này mình đánh vào những cái thể loại đấy thì nghe nó vẫn được. Nhưng mà để mà nghe nó thực sự ra màu thì nó phải là nhị Việt Nam. Còn nhị của Trung Quốc thì nó đánh vào những bài Trung Quốc, ví dụ như những bài như kiểu Tôn Ngộ Không Hái Trộm Đào này, Tây Lương Nữ Quốc này, rồi thì Thần Thoại, rồi thì các kiểu. Thì là nó thì là phải dùng đàn Trung Quốc thì nó mới ra được đúng cái màu của nó. Đàn nhị Việt Nam mình cũng đánh được những bài đấy, nhưng mà nó không thể nào mà nó đạt được cái độ đặc sệt như kiểu là của nó. Đấy, nó khác nhau chỗ đấy thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà yêu thích nhạc Hoa, yêu thích mua đàn về để kéo nhạc Hoa, rồi thì là nhạc trẻ của Việt Nam mình ấy, thì đây là mình nghĩ, và mình cũng thích những bài đấy, thì mình hay dùng đàn Trung Quốc. Tại vì đàn Trung Quốc cái âm sắc của nó nghe nó sẽ giảm bớt cái sự ai oán của trong đám ma đi, thì mình kéo ra nghe nó cái tiếng nó sẽ kiểu lãng mạn hơn là cái về đám ma. Còn nhị của Việt Nam mình bao giờ nó cũng cái màu ai oán hơn, nó sẽ có màu đám ma hơn. Đấy, thì mình chơi nhạc trẻ thì mình dùng đàn này, còn mình chơi nhạc dân ca dân tộc của mình, nhạc Việt Nam, thì mình lại chơi đàn kia. Đấy, mình có 2-3 loại đàn. Trẻ Việt Nam mình. Nhạc Hoa đấy.